vì thời gian buổi sáng ngày hôm nay chỉ còn ít phút nữa thôi, nên xin mời các quý đoàn về hậu cung lễ viếng, chúng ta sẽ không dâng lời cầu nguyện. Kính thưa linh hồn Teresa, cụ cố Nguyễn Thị Mậu, thưa tăng gia, thưa các đại biểu tăng khách. Lời Thánh Vịnh 147 câu 22 có lời rằng Đức Chúa là đấng chí công, vạn vật trong vũ trụ, người quan phòng và đổi thay. Sinh ra con người ở thế gian này thì cũng cho được hưởng thụ tháng ngày ở trần gian, nhưng cái trần gian nó sẽ tiêu tan, và cái niềm tin Kitô hữu chỉ có nơi thiên đàng mới là hạnh phúc ngàn thu. Ban Cần Đồng giáo xứ Nguyệt Lãng về đây phục vụ tăng lễ, trước hết xin gửi tới tăng gia lời chia buồn sâu sắc nhất và thành kính thân yêu. Với tuổi 101 năm sống ở đời, thật là đã trải qua bao nhiêu vất vả gian truân và lo cho gia đình ấm êm, nhưng giờ này đây thì cụ đã lặng yên. Và cụ ơi, tất cả con cháu trong gia đình ưu phiền và nhớ thương, còn cụ thì thanh thản lên đường theo tiếng Chúa gọi về quê hương gia đình. Đối với con người ở trần gian, một cái tình cảm quê hương gia đình khi mất đi là một tổn thất lớn lao và đau thương vô hạn. Nhưng đối với niềm Kitô giáo tin vào nơi Thiên Chúa tử nạn và phục sinh, thì xin Người xoa dịu những đau thương mất mát này cho gia đình chúng con, để rồi sầu thương đổi lấy hân hoan và mừng vui, xin được san lấp những gian nan tử thần, vũ điệu xua đi tiếng khóc than, và áo xô xin đổi áo huy hoàng trắng tinh. Giờ lại đây, ban kèn đồng xin được thay lời cầu nguyện cử nhạc tiễn đưa linh hồn cụ về nơi an nghỉ cùng Thiên Chúa và các thánh sướng ca muôn đời. Thank you.
mặt cho ban tổ chức lễ tang, thay lời cho gia đình, xin được ghi nhận tình cảm quý báu của hội kèn giáo họ Nguyệt Lãng. Xin mời quý đoàn lưu lại phòng tang xây nước để gia đình chúng tôi được bày tỏ lời biết ơn. Đúng là gọi là tình nghĩa thông gia, tương thân tương ái hai nhà trước sau. Mà nay cụ đã vội về đâu để thông gia nỗi nhớ âu sầu nhớ thương. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình thông gia Nguyễn Khánh cùng các con cháu về phòng tang thắp tuần hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời.
niệm đã qua, thay mặt cho gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn quý đoàn đã đến thắp hương và tưởng nhớ tới linh hồn cụ. Trân trọng mời quý đoàn đang nghỉ ngơi dưới nước để gia đình được bày tỏ lòng tri ân. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời ban kèn giáo xứ Trại Gạo vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho cụ Teresa. Xin trân trọng kính mời. Gia đình tang quyến
xin chân thành cảm ơn ban kèn giáo xứ Trại Gạo đã vào thắp hương và có những bản nhạc khúc tưởng nhớ tới linh hồn cụ Teresa. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của ban cổng chiêng giáo xứ Vũ Lạc vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho cụ Teresa. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Teresa, kính thưa gia đình tang quyến, nhận được tin Chúa gọi cụ Teresa về với Chúa, ban cổng chiêng giáo xứ Phú Lạc chúng con đến đây chia sẻ sự thương tiếc với gia đình quý quyến và ước nguyện dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện. Xin Chúa thương đón nhận cụ Teresa về nước Chúa và xin cụ khi về nước Chúa cũng nhớ cầu nguyện cho giáo hội, cho giáo xứ chúng con, đặc biệt là cho hội cổng chiêng chúng con. Chúng con xin dâng lời ước nguyện lên Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận cụ Teresa và chúng con cũng gửi tới gia đình quý quyến và toàn thể cộng đoàn bản nhạc dâng lên Thiên Chúa và dâng lên và xin Chúa đón nhận cụ cũng như chia buồn với gia đình. Xin mọi người hợp ý với chúng con cầu nguyện. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn dụ tê xa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thank you.
mặt cho gia đình tang quyến, xin chân thành cảm ơn ban cổng chiêng giáo xứ Phú Lạc đã dâng lời cầu nguyện cũng như dâng những bản cổng chiêng hết sức là linh thiêng để tưởng nhớ tới linh hồn cụ Teresa. Thay mặt cho gia đình, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của Ban Hội đồng Mục vụ Tân Cựu và Cộng đoàn Giáo họ Tân Mỹ, ông bà Duyệt, Giáo họ Tân Mỹ vào thắp hương kính viếng và cầu nguyện cho linh hồn cụ Teresa. Xin trân trọng kính mời. Cất cụ Teresa về cùng Chúa, Ban Hội đồng Giáo xứ Giáo họ Tân Mỹ, Tân Cựu cũng như cộng đoàn được tin về đây dâng lên Chúa lời cầu xin xét tha, xin Chúa sớm cho cụ về hưởng tôn nhan Chúa. Và trước thi hài cụ có hoa tươi và nén hương thơm kính viếng cụ. Vậy xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cất sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đanh trên cây thanh giá, chết mà tang sang xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống là lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì ránh Chúa nhân từ, xin ban cho linh hồn cố Teresa được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem. Sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa Kitô, cho anh linh phó tác vào nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong giờ phút chia ly đau thương này, xin có lời chia sẻ những nỗi đau thương và mất mát với gia đình cùng tang quyến, và xin cúi đầu chào vĩnh biệt cụ. Thay mặt cho gia đình tang quyến, chúng con xin được trân trọng cảm ơn Ban Hội đồng Mục vụ Tân Cựu và Cộng đoàn của Giáo họ Tân Mỹ đã đến thắp hương, kính viếng và cầu nguyện cho cụ Teresa. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của Ban Triều Công, hai ban kim nhạc nam nữ giáo xứ Tây Làng vào thắp hương, kính viếng và cầu nguyện cho cụ Teresa. Xin được trân trọng
kính mời. Đồng tế, kính thưa quý thầy, quý rì, quý cố, quý hội đồng mục vụ, quý sứ họ, quý ban ngành đoàn hội, kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đoàn, kính thưa thi hài cố Teresa. Hôm nay ban triều công, hai ban kim nhạc nam nữ giáo xứ Tây Làng chúng con nhận được tin Chúa cất cố Teresa về đời sau. Đứng trước cảnh bồi ngùi chia ly của gia tang hôm nay, quý đoàn chúng con về gia tang đây, đứng trước thi hài cố, nghiêng mình kính cẩn đặt vòng hoa kính viếng và gửi tới gia tang lời phân yêu chia buồn sâu sắc nhất, và dâng lên Chúa bản nhạc và lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa nhân từ thứ tha và đón nhận cố Teresa về bên Chúa. Xin hai bên kim nhạc nam nữ cử một bài. Thank you.
cả sáng nơi xa thì đến đi xa thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin cái hình đời xưa trời là xa phép tăng vô cùng dâng nên trời đó. Tôi tin cái hình đời xưa Giê-xu Ki-tô là con một. Bởi phép đời xưa thánh thần là người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh. Siêu nạn thời quan phong siêu vì là tôi siêu đông đánh xin cây thanh giơ xin mà tăng sông xuống ổn tốt tông ngày thứ ba bởi trong kẻ xin mà sống lại lên trời ngờ bên hiểu đời xua xa phép tăng vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ xin. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này càng thánh thông cảm. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng xương con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cô Teresa được nghỉ ngơi hằng xem thấy màn đưa xuôi trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Thay mặt cho gia đình tăng quyến, xin trân trọng cảm ơn ban triều công, hai ban kim nhạc nam nữ giáo xứ Tây Làng đã vào cầu nguyện, thắp hương kính viếng và dâng lên cụ cố những bản nhạc để mong cho linh hồn cụ sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Tiếp theo chương trình tang lễ, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC Việt Nam vào thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời các gia đình hàng xóm lương y Phạm Cao Sơn và thông gia với ông lương y Phạm Cao Sơn vào thắp hương kính viếng linh hồn cụ Teresa. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin trân trọng kính mời lễ viếng của Hội Cựu chiến binh Phương Mai, nơi gia đình ông Phạm Cao Sơn, Hà Nội, vào thắp hương kính viếng linh hồn. Mời đại diện của đoàn lên xá hương. Xin đoàn dành một phút mặt niệm để tưởng nhớ tới linh hồn cụ. Phút mặt niệm bắt đầu. Phút mặt niệm đã qua. Thay mặt cho gia đình Tam Quyến xin được cảm ơn Hội Cựu chiến binh Phương Mai đã tới thăm viếng, thắp hương và tưởng nhớ tới linh hồn cụ. Xin thưa hương hồn cố Teresa, xin kính thưa gia đình Tam Quyến, xin kính thưa ban tổ chức lễ tang, xin kính thưa các vị hôm nay đến đây nghe tin cố Teresa về với Chúa. Hôm nay thay mặt đoàn cựu chiến binh phường Phương Mai và khu dân cư phường Phương Mai, chúng tôi đến đây để thành tâm thắp hương để kính cẩn vĩnh biệt cố Teresa về với Chúa, và cũng thay mặt đoàn xin chia buồn cùng gia quyến trong buổi tang lễ hôm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban lãnh đạo cựu chiến binh phường Phương Mai cũng như đại diện khu dân phố phường Phương Mai cũng như toàn thể anh chị em. Do đại dịch Covid phòng chống tích cực và chúng ta phải loại trừ, chính vì vậy cho nên là cái sự thiếu vắng của nhiều đoàn hội, lãnh đạo phường cũng như ở anh em, bà con, cán bộ, công nhân viên chức của phường Phương Mai không về được. Có nhiều điện và hoa và cũng có hương hoa về kính viếng cụ. Xin thay mặt cho gia đình cụ Teresa, tôi là trưởng Nam, xin trịnh trọng biết ơn, cảm ơn cán bộ, nhân dân, Hội Cựu chiến binh cũng như các toàn thể có gia đình liên gia, thông gia của phường Phương Mai đối với thầy chúng tôi. Cúi lời cảm tạ các vị. Thay mặt cho gia đình một lần nữa xin cảm ơn Hội Cựu chiến binh Phương Mai, nơi gia đình lương y Phạm Cao Sơn đang cư trú, đã trở về thắp hương kính viếng và tưởng nhớ tới linh hồn cụ Teresa. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức tang lễ trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của Hội Hưu Dược tỉnh Thái Bình vào thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Phút mặc niệm đã qua.
cho gia đình tăng quyến. Xin chân thành cảm ơn Hội Hưu Dược tỉnh Thái Bình đến thắp hương và tưởng nhớ tới cụ Teresa. Xin được chân thành cảm ơn. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Hội Hưu Dược tại thành phố Hà Nội vào thắp hương kính viếng và tưởng nhớ tới cụ Teresa. Xin trân trọng kính mời. Xin được chân thành cảm ơn Hội đồng họ Phạm tỉnh Thái Bình. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức tang lễ xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Hội đồng họ Phạm huyện Vũ Thư do ông Phạm Thanh Giản, Chủ tịch Hội đồng vào dâng hoa tươi, thắp nén hương thơm kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ nỗi đau thương cùng mọi người trong gia quyến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu kính mến, kính thưa đức cha, kính thưa các thầy, các sơ cùng toàn thể bà con cô bác anh em trong cộng đồng giáo xứ Gia Lạc, kính thưa gia đình hiếu chủ, được tiên cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu đã vĩnh biệt tất cả mọi người chúng ta theo chân tiên tổ người về bên Chúa. Hôm nay đoàn đại biểu cộng đồng người họ Phạm huyện Vũ Thư chúng tôi đại diện cho 265 chi phái dòng họ Phạm
đang làm ăn sinh sống trên quê hương Vũ Thư thân yêu về với gia đình trước linh sàng cụ. Đoàn đặt vòng hoa tươi, dâng nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình viễn biệt cụ, xin gửi tới bà con cô bác anh em cùng gia quyến và những người thân yêu nhất của cụ lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị, cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu sinh thành được 8 người con, 6 trai 2 gái. Lương y Phạm Cao Sơn là con cả và cũng là người anh cả trong gia đình. Ông đã sớm cùng thân phụ, thân mẫu chăm lo, nuôi dưỡng, dạy bảo các em nên người. Và đến nay cả 8 anh em ông đã trưởng thành và yên bề gia thất. Nhiều người đã công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong xã hội. Phạm Cao Sơn, ông đã sớm tích tụ được những đức tính cao đẹp từ thân phụ và thân mẫu của ông, đó là thương người như thể thương thân. Là một lương y đa khoa, đông y giỏi, hàng năm cứ mỗi lịch lễ Tết, ông lại thành lập đoàn công tác rồi hối hả vào Nam, ra Bắc, lên miền ngược, về miền xuôi, thăm khám, điều trị bệnh, cấp phát thuốc và tư vấn miễn phí cho những người dân vùng sâu, vùng xa và những người dân nghèo khó, không có điều kiện tiếp xúc với bệnh viện. Và còn biết bao những em bé, những mảnh đời khốn khó, lang thang cơ nhỡ đã được ông giang rộng vòng tay cứu mang, giúp đỡ để rồi các em lại có dịp vui vẻ cặp sách tới trường. Kính thưa quý vị, quê hương là chùm khế ngọt. Vâng, với quê hương làng xã, ông luôn đau đáu có một ngày quê hương của ông sẽ thấy ra đổ thịt, không còn cái cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, không còn những con đường bùn lầy nước đọng mỗi khi mưa dầm gió bắc. Và ánh sáng của Đảng đã chiếu rọi trên quê hương ông trong phong trào, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ông luôn là người tiên phong đi đầu. Ông đã cùng với Đức Cha và các nhà chức sắc trong thôn, trong xã tới từng gia đình thăm hỏi, động viên, vận động bà con hiến đất, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới ngày một giàu mạnh, khang trang. Bản thân ông và gia đình đã đóng góp hàng chục, hàng trăm triệu đồng cùng với bà con, cô bác quyết tâm xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. Và trong một thời gian không dài, nơi quê nghèo của ông đã hiện diện một vùng quê văn hóa, văn minh, giàu đẹp đã được các cấp huyện, tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kính thưa quý vị, cây có cội mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Người ta nguồn cội từ đâu? Trước là tiên tổ, rồi sau có mình. Vâng, lương y Phạm Cao Sơn, ông đã thấm nhuần đạo lý ấy. Ông và gia đình đã đóng góp công góp của cùng với Đức Cha và các ông bà trong hội đồng mục vụ và toàn thể bà con cô bác nơi giáo xứ xây dựng giáo xứ Gia Lạc thành một giáo xứ văn hóa, văn minh, tiên tiến, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, nông thôn mới. Là một người con họ Phạm, ông luôn đau đáu nghĩ về sự phát triển của dòng họ, hỗ trợ một phần kinh phí, trí tuệ, tài năng và cùng các ông bà, cô bác trong hội đồng họ Phạm xây dựng kế hoạch hoạt động của dòng họ, phát hiện và liên kết các họ mới vào cộng đồng họ Phạm huyện Vũ Thư với mục tiêu đoàn kết, hội tụ vì sự phát triển dòng họ Phạm. Kính thưa quý vị, thưa hương hồn cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu kính mến, kính biệt cụ, đoàn đại biểu cộng đồng họ Phạm huyện Vũ Thư xin kính chúc cụ thanh thản lên đường. Kính thưa quý vị trong đoàn đại biểu cộng đồng người họ Phạm huyện Vũ Thư, để tưởng nhớ tới cụ, một người con đã về với Chúa, một người cụ, người bà, người mẹ, người bác, người cô, người dì và người chị em trong gia quyến và trong cộng đồng giáo xứ Gia Lạc và trong cộng đồng người tộc Phạm của chúng ta, xin kính mời quý vị cùng tôi, chúng ta cùng nhau để một phút tưởng nhớ về cụ, phút tưởng nhớ cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu xin được bắt đầu. Và xin mời quý vị an tọa. Thay mặt cho gia đình tang quyến, xin được trân trọng cảm ơn quý đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và có những lời chia sẻ hết sức tâm tình đối với gia đình. Một lần nữa thay mặt cho gia đình, chúng con xin được trân trọng cảm ơn quý đoàn. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính báo đến toàn thể cái cộng đoàn, vào lúc 8:10 sẽ là lễ truy điệu cho linh hồn bà Teresa. Chính vì thế sẽ còn rất nhiều đoàn nữa
thì chúng con xin những đoàn cá nhân, những đoàn gia đình chúng ta sẽ vào chung lễ viếng. Và lễ viếng tiếp theo con xin trân trọng giới thiệu cha quản nhiệm giáo xứ Đăng Minh và cùng cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Trà và gia đình khảo sát sẽ vào dâng lễ viếng và cầu nguyện cho linh hồn cụ Teresa. Xin kính mời cha. Kính thưa linh hồn cụ Teresa Nguyễn Thị Mậu cùng quý nghĩa tử, nghĩa tôn cùng với toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Sự ra đi của một con người là một nỗi buồn đau mất mát cho tất cả gia đình gia ta. Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Trà chúng con trong mối tương giao thân thiết với gia đình cụ, cách tiếng với lương y, chúng con được về đây để xin gửi lời phân ưu chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình gia tang, quý nghĩa tử, nghĩa tôn. Vì xét về mặt con người, sự ra đi của cụ đã để lại một niềm thương nhớ của tất cả mọi người. Nhưng trong chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh mà chúng ta được biết, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Giờ đây, cộng đoàn giáo xứ chúng còn cùng hiệp ý với gia đình gia tang để tiếp tục dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Teresa vào nước của Ngài. Xin mọi người cùng hiệp ý với chúng con đọc cho cụ kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tăng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trông kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con đã rơi vào sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dỗi đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, khi đã trông cậy Chúa. Linh kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, thì người rất nhân lành hãy thương vô cùng.
sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt cho Đại Gia Tăng, chúng con xin được tỏ lòng tri ân đến quý đấng bậc và cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Trà đã đến thắp hương và dâng lời cầu nguyện. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời Cha Chánh Xứ và cũng là cùng với cộng đoàn giáo họ Phúc Lộc xứ Sơn Đông, giáo hạ Sơn Tây thuộc giáo phận Hương Hóa sẽ vào có tuần nhang và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Teresa. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Gia tăng chúng con xin được đồng vái tạ quý cha và quý cộng đoàn đã từ giáo phận Hương Hóa về thắp hương và dâng lời cầu nguyện cho gia đình chúng con. Và đồng lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời cháu Hải Anh xã Hồng Việt Đông Hưng và gia đình cháu Huy ở thành phố Thái Bình và gia đình các cháu Lâm Nhật công tác tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội sẽ vào đồng lễ viếng tiếp theo. Xin kính mời quý đoàn. Sẽ là đồng lễ viếng của gia đình ông Lục và gia đình cháu Khánh ở Hải Dương, gia đình cháu Nguyễn Văn Thắng ở Thanh Hóa, gia đình ông Phan Tấn Hải là bệnh nhân của lương nghi Phạm Cao Sơn ở Ninh Bình và gia đình bà Tải, gia đình cháu Mỹ ở Thanh Hương 1 sẽ vào đồng lễ viếng tiếp theo. Xin kính mời quý đoàn. Thank you.
đại gia tăng chúng con xin được đồng vái tạ sự cảm mến lễ viếng của toàn thể quý đoàn. Đồng lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Thức liên gia cùng gia đình cháu Lộc ở Trần Lãm, thành phố Thái Bình và gia đình bà Kền ở Hà Nội thông gia với con trai của cụ Teresa sẽ vào đồng lễ viếng tiếp theo. Xin kính mời toàn thể quý đoàn. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời họ Phạm, tỉnh Thái Bình, họ của thầy thuốc Phạm Cao Sơn, họ Phạm Tĩnh, huyện, xã, thôn An Điền, xin kính mời. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu cha Du Xe Chánh Xứ An Lạc cùng cộng đoàn giáo xứ An Lạc giáo phận Thái Bình sẽ vào dâng lời cầu nguyện, thắp hương và tưởng nhớ đến linh hồn cụ Teresa. Xin kính mời cha cùng cộng đoàn. Xin kính mời cộng đoàn hiệp úy với cha chánh xứ và cộng đoàn An Lạc dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Đại gia tăng chúng con xin được tỏ bày lòng tri ân đến quý đấng bậc và cộng đoàn giáo xứ An Lạc đã vào thắp hương và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Lễ viếng tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời
ban kèn đồng giáo xứ Tiên Lãng sẽ vào dâng những bài kèn và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Xin kính mời cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, sau giờ viếng của ban kèn đồng và dòng nữ Đa Minh Thái Bình sẽ vào là lễ viếng cuối cùng, sau đó sẽ là lễ truy điệu. Xin còn các đoàn viếng thì xin sẽ để sau đoàn viếng truy điệu. Xin cảm ơn quý cộng đoàn. Trong tâm tình chia ly và vô cùng thương tiếc cụ Teresa, chúng con ban kim nhạc giáo xứ Duyên Lãng xin được chung chia nỗi buồn cùng gia đình tăng quyến. Xin dâng lời cầu nguyện, xin Chúa đưa linh hồn cụ Teresa về hưởng tôn nhan Chúa. Con cấy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đại gia tang xin được tỏ bày lòng tri ân đến quý cộng đoàn giáo xứ Duyên Lãng đã đến dâng những bài kèn và đọc kinh cầu nguyện để tưởng nhớ đến linh hồn cụ Teresa. Xin quý đoàn tiếp tục ưu ái trong những bài kèn để phục vụ thánh lễ sáng ngày hôm nay. Và lễ viếng tiếp theo, con xin trân trọng giới thiệu dòng nữ Đa Minh Thái Bình, có sơ bề trên tổng quyền sẽ làm trưởng đoàn vào dâng hương, dâng hoa và dâng những lời cầu nguyện để tưởng nhớ linh hồn cụ Teresa. Xin kính mời. Thank you.
đình tăng gia. Chúng con, chị em hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình hiện diện nơi đây trong tâm tình cùng phân ưu với đại gia đình vì sự ra đi của cụ Teresa là một niềm, là một nỗi đau mất mát đối với gia đình. Chúng con đại diện cho toàn thể hội dòng nói chung và trong giờ này sự vắng mặt của cụ Đức là người chị em của trong hội dòng chúng con, cũng là người đỡ đầu cho cụ Teresa cũng như một số con cái trong gia đình của cụ. Trong tương quan, chúng con nhận thấy nhiều mối tương quan sâu sắc đối với hội dòng chúng con cũng như gia đình bác Sơn. Các chú trong gia đình cũng là ân nhân của hội dòng. Vì vậy, sự hiện diện này chúng con nói lên tâm tình biết ơn sâu sắc nhất và chia sẻ phân ưu cùng mấy đại gia đình tang gia. Nhưng đối với cụ Teresa là một niềm vui. Đối với cụ, lúc này trải qua một hành trình ở dương thế hơn một thế kỷ mà Chúa đã cho cụ làm con cái, làm người để sống giữa thế gian. Nhưng đặc biệt Chúa thương cụ để mời gọi cụ để được vào hội thánh làm con cái của Chúa là một niềm vui đối với giáo hội nói chung và những người trong tương quan với gia đình, đặc biệt với cụ Đức cũng như hội dòng chúng con. Chúng con có những mối tương quan sâu sắc đối với gia đình. Vì vậy, trong giờ này chúng con cùng chia sẻ với gia đình nỗi mất mát của gia đình, nhưng chia sẻ niềm vui với cụ một hành trình mà Chúa cho cụ sống một đoạn thời gian quá dài, là một thế kỷ. Thật là hiếm ai có thể được hưởng những thời gian ở dương gian này như vậy. Nhưng là con người không tránh khỏi những thiếu sót vấp váp của một kiếp người. Giờ đây chúng con cùng với cộng đoàn hiện diện nơi đây hiệp ý với hội dòng chúng con để dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn với cụ cũng như cầu nguyện cho cụ. Nếu như còn vướng mắc điều gì, xin Chúa tha thứ lỗi lầm và sớm đưa cụ Teresa về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đầm trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Từ vực sâu tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đại gia tăng chúng con xin được tỏ bày lòng tri ân đến quý sơ bề trên tổng quyền của dòng nữ Đa Minh Thái Bình. Chư quý sơ lưu lại nhà khách để gia đình chúng con được đón tiếp và quý sơ sẽ phục vụ hát lễ trong thánh lễ sáng ngày hôm nay. Gia đình tang lễ xin phép được kính báo quý vị, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, quý cô đoàn hội, quý chính quyền. Trước hết con xin để ý hai đầu đường đi lại. Gia đình nhà chúng con đã bố trí đo thân nhiệt và thuốc diệt khuẩn. Và thứ hai, khi sinh hoạt thì sẽ dùng chai và dùng bánh riêng, không để lây lẫn nhiễm COVID. Điều tránh COVID, cách ly COVID, chống virus, tiêu diệt virus. Đấy là nguyện vọng của gia đình. Tất cả vì lòng kính trọng, thương yêu quý vị có mặt hiện diện tại đây và có mặt ngày hôm qua, chúng con đã làm tốt công tác chống virus, vì cúm tàu hay là corona. Chúng con nôm na xin các vị giữ gìn mình và giữ gìn cho mọi người, cho quê hương, cho đất nước. Vấn đề thứ hai, xin các cơ quan truyền thông cũng như các cơ quan truyền hình trung ương và các bạn có máy không nên phát trực tiếp bất cứ một thông tin gì. Đây là cụ nhà con trở về với Chúa là lẽ đương nhiên, đã sống hơn một thế kỷ trên trần gian. Xin quý vị lượng thứ, không đưa thông tin phát trực tiếp bất cứ một tin tức gì. Đây là vấn đề công khai. Ta giãn cách đông người nhằm mục đích chống COVID, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe Việt Nam. Con xin cảm ơn và biết ơn. Xin các thầy tổ chức chương trình. Kính thưa cộng đoàn, mọi lưu ý đến từ ban tổ chức và đến từ đại gia tăng. Xin quý cộng đoàn chúng ta cùng thực hiện để làm sao vì cộng đồng và vì lợi ích chung của mỗi người và vì cộng đồng. Và giờ đây xin kính mời ban triều công chúng ta trở vào phòng tang để chúng ta thực hiện nghi thức di quan ra ngoài tiền sảnh, để cho chúng ta, quý cha và cộng đoàn chúng ta sẽ làm giờ viếng chung và sau đó sẽ bước vào thánh lễ sáng ngày hôm nay. Mời ban triều công và kính mời các con cháu chúng ta đã được phân chia các nhiệm vụ sắp xếp hàng ghế và ban tổ chức chúng ta cùng ổn định, trang nghiêm làm sao cho thánh lễ được diễn ra một cách tốt đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay tại gia tang của chúng ta. Hạt lúa mì rơi xuống